Theo Salary Spot, một chuyên trang tổng hợp phân tích về lương của vận động viên thể thao, mức đãi ngộ Quang Hải hiện nhận ở Pau FC rất thấp, ở đáy của câu lạc bộ hạng 2 Pháp, chỉ hơn các cầu thủ trẻ. Cụ thể, Quang Hải nhận 680 bảng tuần, khoảng 20 triệu, đứng thứ 19 so với các đồng đội. Angri Saivet đang là người nhận lương cao nhất Pau FC với mức 3.200 bảng tuần. Thực tế thì từ trước khi tới Pau FC, Quang Hải đã biết trước mình sẽ nhận mức đãi ngộ không cao bằng nếu tiếp tục thi đấu tại V-League. Tuy nhiên, ngôi sao Việt Nam chấp nhận thiệt thòi này với tham vọng được thử sức ở trời Âu, được rèn luyện trong môi trường bóng đá cao hơn tại quê nhà. Chỉ có điều, mọi thứ không như Quang Hải dự định. Tập luyện ở môi trường cao hơn V-League thật, nhưng do ít thi đấu, Quang Hải chẳng tiến bộ thêm mà còn dần đánh mất phong độ thi đấu kém đi. Có lẽ, điều duy nhất Quang Hải được trong lần xuất ngoại này là trải nghiệm, là thỏa chí thử thách bản thân dù cho có nhận về thất bại. Hiện tại, có những thông tin cho rằng người đại diện của Quang Hải đang muốn đưa anh đến bến đỗ khác sau khi gần như tuyệt vọng về khả năng thi đấu tại Pau FC. Ở Thái Lan, một câu lạc bộ đại gia đang muốn có Quang Hải, đấy là Mường Thong United. Trong quá khứ, đội bóng này từng chiêu mộ thủ môn tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm với mức lương lên đến 16.667 đô la Mỹ một tháng. Nếu Quang Hải về Mường Thong United, mức lương của anh khả năng sẽ không thấp hơn của Văn Lâm ngày nào, và như vậy là tăng lên rất nhiều so với ở Pau FC. Trong trường hợp Quang Hải về V-League, mức lương của anh chắc chắn cũng sẽ cao hơn nhiều so với khi ở đội bóng hạng 2 xứ Lục Lăng. Tất nhiên, quan trọng nhất là nếu tới Thái Lan hay về Việt Nam, Quang Hải sẽ được thi đấu nhiều hơn, tìm lại phong độ đỉnh cao. Với năng lực của mình, tin rằng Quang Hải đủ sức tỏa sáng ở xứ Chùa Vàng, khi Thai League được đánh giá cao hơn V-League nhưng không thật sự nhiều.